Thôi ngày hôm nay em sẽ xả một số các cái nguồn hàng phân tần rồi lo chép và lo toàn giả cho anh em. Và bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhé. Vâng ạ, những cái bộ phân tần trước các bác mua những cái dòng phân tần loa full bát 30 thì giá nó rất là cao các bác nhé. Ngày hôm nay thì có mỗi ít em cũng để cho anh em giá rất là rẻ cho anh em. Đấy. Phân tần đầu tiên là dòng phân tần KTV12. Đấy, phân tần full bát 30, một bát một chép các bác nhá. Em bán 390.000 một đôi bao ship các bác nhá. 390.000 một đôi bao ship này, gồm hai chiếc này. Đấy các bác nhá. Đấy 390 có hơn 300.000 vào được bộ phân tần bát 30. Các bác nhá. 390.000 một đôi bao ship. Đấy, phân tần bộ thứ hai là bộ phân tần P11. Đấy, PA5 480.000 một đôi bao ship các bác nhá. Dòng này nó có dây dạo đầy đủ cho các bác rồi. Bình thường không có dây bán em bán sẽ rẻ hơn các bác nhá. Nhưng mà khi hàn dây vào đấy nó rất bất công và nó tốn rất nhiều thời gian. Nên là em cũng để cho anh em giá sập sàn cho anh em luôn. 480.000 một đôi bao ship cho anh em luôn. Có bóng xảo chiếc đầu hàng các bác nhá. Đẹp. Phần lần đánh bát 30, một cuộn cảm kiếp đầy đủ cho anh em luôn. Rất chất các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là bộ phân tần P20. Các bác nhá, phân tần này thì được bán rất nhiều đấy các bác nhá. Giá rất rẻ và quan trọng mà đánh rất hiệu quả các bác nhá. Anh rất là nhẹ công suất, không mất công suất. Đấy, tiếng bát ra đầm chắc, chép trước tơi. Mà giá rất là phải chăng hợp lý cho anh em luôn. Để bộ này em bán 350.000 một đôi các bác nhá. 350.000 một đôi bao ship cho anh em luôn. Đấy, có dây dạo đầy đủ, các bác chỉ phải cắm vào là chơi thôi. Các bác nhá. 350.000 một đôi bao ship cho anh em luôn. Đấy. Tiếp theo là leo bi các bác nhá. Leo bi. Leo bi CF côn 450. Côn này côn dây dẹp các bác nhá, côn dây dẹp cho các bác luôn. Đấy, côn dây dẹp leo bi giá 1 triệu một đôi bao ship cho anh em luôn. Thực sự cái giá này các bác có không mua đâu ra được đâu các bác nhá. 1 triệu một đôi bao ship cho anh em luôn. Leo bi côn 450 các bác nhá. Côn dây dẹp các bác nhá, côn dây dẹp. Con nào côn dây dẹp em sẽ nói là dây dẹp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là chép 750 các bác nhá. BC. Chép này thì nó quá to quá gấu rồi. Các bác nhá. Đây. Chép BC. Đấy. Hàng nhập khẩu loại 1 cho anh em luôn các bác nhá. Cốc nhôm này. Các bác nhá, cốc nhôm. Con này cũng cốc nhôm này. Cốc nhôm các bác nhá. Đấy. Cốc nhôm. À, đôi này là từ 170 côn 75. Đấy, giá 1 triệu mốt một đôi bao ship cho anh em luôn. 1 triệu mốt một đôi bao ship. Ok chưa anh em? Nó quá rẻ rồi. Đấy, thực sự cái giá này không đâu mua được các bác nhá. Đấy, dòng này thì tiếng hay nhất trong dòng phân khúc này rồi. Đấy, từ 170 côn 75, hay nhất trong phân khúc, tiếng chung chép rất là tốt. Đấy, có nhiều dòng nó chỉ ra tiếng chép nhưng chung rất kém, hát rất là nặng các bác nhá. Đấy. Và tiếp theo là dòng leo bi giờ xếp các bác nhá. Dòng này thì nói thật với các bác là chắc bên em bán giá thì nó quá tốt rồi. Các bác nhá. Từ của con này là từ 125 các bác nhá, 125 côn 75. Các bác nhá, côn 75. Và dây là con dây nhôm dẹt các bác nhá. Dây nhôm dẹt cho anh em luôn. Và con này cũng là nhôm dẹt cho các bác luôn nha các bác nhá. Đấy, con nhôm dẹt cho anh em. Đấy. Con nhôm dẹt cho anh em. Giá là 1.700.000 đồng một đôi. Đấy, 1.700.000 đồng một đôi. Đấy, bao ship cho anh em luôn. Và đây là dòng loa toàn giải bát 20 Pioler. À, bát 20 các bác nhá, côn 25 480.000 một đôi bao ship cho anh em luôn. Đấy, dòng toàn giải này thì tiếng nó quá hay rồi các bác nhá. Đấy, tiếng lên đầy đủ cả bát trung chắc và gân này gân mút nha. Tiếng rất êm mềm và hay luôn nha. Bát của Pioler, bát 20 các bác nhá. Rồi chi tiết mua hàng các bác alo cho bên em các bác nhá.